cái quá trình mình thành lập và mình tổ chức trao những cái điểm thì là người dân tập trung cũng rất là đông. Lúc ban đầu thì ít ít, nhưng mà có ngày mỗi nơi hơn 500 người, mặc dù bếp hoạt động hết công suất rồi. Thì sau đó để giảm tải cho những cái bếp đó thì mình đã thành lập cái mô hình là cái xe cơm di động miễn phí á. Mình có những cái thùng xe như cái thùng giao hàng vậy. Xong rồi mình tập trung để mình đi trực tiếp đến từng nơi để mình trao tặng với cái lực lượng volunteer tình nguyện viên á, giảm ra nó kéo cái lượng ra. Và qua đó Phước Long Việt Nam những cái điều phối viên á cũng biết rõ hơn về những cái xóm trọ, những cái nơi, những cái khu của ở của công nhân nghèo á, mình lấy cái dữ liệu rồi để sau này để mình hỗ trợ cái thực phẩm thường xuyên cho họ luôn. Mỗi ngày bếp yêu thương hoạt động từ sáng sớm đến 9:30 để các tình nguyện viên kịp đi các bữa trưa. Cơm canh và thức ăn được chia thành các phần ăn gọn gàng. 10 giờ cơm được xếp lên thùng hàng theo chờ các tình nguyện viên đi khắp thành phố, tìm đến tận nơi những người gặp khó để mời họ một bữa ăn ngon. Cơm mới nấu luôn á, con nóng á, con coi dùng nó miệng nha. Và những cái thùng này không phải chỉ chuyển cơm không, mà nó là chuyển, nó có rất điều rất là hay. Chuyến đầu tiên đi tặng cơm cho những người khó khăn, nhưng chuyến về á là có những cái mạnh thường quân, những cửa hàng hỗ trợ rau củ quả, chúng ta bỏ rau với gạo vô trong cái thùng đó. Hôm nay có cái chị đó ủng hộ 20 kg gạo hoặc là 20 kg rau. Là cái đợt chúng tôi đi cái cung đường đó ngày xong rồi đi chuyến đi về là chúng tôi sẽ nhận cái thực phẩm để chuyển về đây để tiếp tục nấu. Thì tôi nghĩ rằng là kể cả không có dịch thì chúng ta cũng vẫn duy trì cái những cái thùng hoạt động này, nó ý nghĩa như vậy.